quy trình sử dụng thuốc cho heo con và heo thịt. Trong giai đoạn heo từ 2 đến 3 ngày tuổi, tiêm sắt lần 1 cho heo để phòng thiếu máu, có thể sử dụng Hemofer B12 1ml cho một con tiêm bắp đùi trong. Sử dụng Vicoctontra Suspension để phòng cầu trùng cho heo con, cho uống 0,5ml một con. Khi heo được 5 ngày tuổi, để giúp heo tăng cường dưỡng chất, mau lớn, hồng hào, sử dụng Vimecat, Vimecalamin, tiêm bắp 1ml cho 5kg thể trọng. Cách 3 đến 5 ngày tiêm một loại đến khi tách mẹ. Khi heo được 7 ngày tuổi, cung cấp enzyme và men tiêu hóa cho heo con để tăng khả năng tiêu hóa, phòng rối loạn tiêu hóa do tập ăn, bổ sung lợi khuẩn. Rozim 5g cho 2kg thức ăn và Vimebacillac 1g cho 400g thức ăn, trộn cho ăn liên tục trong suốt giai đoạn tập ăn. Khi heo được 10 ngày tuổi, tiêm sắt lần 2 cho heo, sử dụng Hemofer B12 20ml một con, tiêm bắp đùi trong. Khi heo được 10 đến 15 ngày tuổi, giai đoạn này có thể thiến đối với heo đực. Khi thiến, để giúp cầm máu, nên sử dụng vitamin K, tiêm 1ml cho 7kg thể trọng. Có thể pha chung vitamin K và thuốc bổ Vimecalamin 1ml cho 5kg thể trọng để tiêm. Sử dụng Vimeiodine để sát trùng dùng da trước và sau khi thiến. Pha 10ml Vimeiodine với 1lít nước, nên sử dụng nước đun sôi để nguội. Sau khi thiến, tiêm một mũi Amoxi 15% LA, 1ml cho 10kg thể trọng để phòng nhiễm trùng. Khi heo được 20 ngày tuổi, phòng bệnh E. coli cho heo bằng kháng sinh. Tilofos sử dụng 1g cho 40kg thể trọng, trộn thức ăn hoặc pha nước uống, dùng liên tục 3 ngày. Nên bổ sung oxit kẽm trong giai đoạn này để giúp bóng mượt lông da. Nếu thấy heo chưa đủ hồng hào thì có thể bổ sung thêm một liều sắt nữa trong giai đoạn này, sử dụng Hemofer B12 20ml một con, tiêm bắp đùi trong. Trước khi cai sữa 3 ngày, tiêm một liều Tulavitril để phòng bệnh hô hấp, 1ml cho 40kg thể trọng. Khi heo được 30 ngày tuổi, phòng bệnh E. coli giai đoạn sau cai sữa cho heo bằng kháng sinh Tilofos 1g cho 40kg thể trọng, trộn thức ăn hoặc pha nước uống, dùng liên tục 3 ngày. Khi heo được 40 ngày tuổi, tẩy dung sáng, phòng ghẻ ký sinh bằng Vimectin 0,3%, tiêm bắp 1ml cho 10kg thể trọng, 1 đến 2 tháng lặp lại một liều. Tiêm thuốc bổ Vimecat 1ml cho 5kg thể trọng, 3 ngày liên tiếp để tăng cường sức khỏe. Bổ sung vitamin ADE bằng Poly-AD, tiêm bắp 1ml một con. Ở giai đoạn heo lứa, heo thịt cho đến khi xuất chuồng, khi thời tiết thay đổi hoặc khi có bệnh xảy ra ở các trại lân cận, sử dụng Tilofos 1g cho 40kg thể trọng, trộn thức ăn hoặc pha nước uống, dùng liên tục 3-5 ngày. Bổ sung vitamin ADE bằng Poly-AD, tiêm bắp 20ml một con. Thường xuyên cung cấp enzyme, men tiêu hóa và các sản phẩm kích thích heo mau lớn, tiêu hóa tốt. Có thể phối hợp Rozim 3g cho 1kg thức ăn, Vimebacillac 3g cho 1kg thức ăn, Olavic 4g cho 1kg thức ăn.